Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội chơi. Xin mời đội số 1. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Tiến Anh, hiện tại mình đang là kiến trúc sư. Dạ, xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Thanh Trang, mình đang hiện là công việc mình là thiết kế nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội bài giọng thứ hai. Dạ, em tên là Trương Thành Sang, 28 tuổi, em là công việc là spa công nghệ. Em là Nguyễn Ngọc Thiện, năm nay em 26 tuổi, công việc hiện tại của em là kinh doanh online tại nhà. Cái độ hiểu nhau giữa hai vợ chồng một năm này có nhiều hay không? Dạ, em tự tin là em hiểu rất nhiều. Còn bảo em? Dạ, em cũng tự tin là em không hiểu gì vậy. Là lúc này lúc khác anh kia là cùng một cái vấn đề, cùng một cái câu chuyện. Nhưng mà khi thì anh nổi giận linh đình, còn khi thì anh coi đó là cái việc rất là hấm hỉnh. Đó nên là không biết khi nào là như thế nào hết. Như tùy theo nắng mưa. Dạ, sáng nắng chiều mưa á anh. Dạ, kiểu vậy á. Giống anh á. Đôi khi chuyện bình thường mà nóng giận, đôi khi chuyện quá dữ dội mà thấy bình thường. Tùy theo thời tiết nữa. Mà còn vợ chồng bên đây ai hiểu nhau nhiều hơn? Dạ, em nghĩ là vợ em hiểu em nhiều hơn. Em hiểu vợ. Tại sao em ít hiểu vợ hơn? Dạ, tại vì vợ em khó hiểu. Dạ không có, em rất là dễ hiểu, em rất là đơn giản luôn. Nhưng mà giống như là em hiểu anh quá đi rồi, nên là anh nghĩ em làm gì đó là bí ẩn. Dạ. Không thèm tìm hiểu luôn. Dạ đúng rồi. Giống như là anh cảm thấy rất an tâm khi ở bên em á. Em sẽ không bao giờ giận dữ hay gì đó với anh hết. Ôi hay vậy ta. Em tin là vợ em chiều em. Em sống trong cái sự chiều chuộng đó, em biết em quen đúng không? Nên là đôi khi nó cũng nguy hiểm lắm nha. Lâu lâu em đừng chiều chuộng bữa tới coi sao nha. Dạ dạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ để xem vợ chồng hiểu ý nhau thế nào. Chúng tôi sẽ có những câu hỏi đưa ra và vợ sẽ trả lời. Trước khi vợ trả lời thì chúng tôi đã thầm kín thú hình của chồng trả lời luôn rồi. Nhưng mà đừng có nháy mắt vậy nha, đừng có ra hiệu nha. Để xem vợ mình trả lời xem có đúng ý mình hay không. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Thói quen xấu nào của vợ mà chồng cảm thấy không hài lòng nhất sau khi kết hôn vẫn chưa cải thiện được? A là ngủ nướng, B là nóng tính, C là tiêu xài hoang phí. Mời em gái. Em nghĩ là nóng tính, là em cũng nóng tính lắm. Tức là chồng em không hài lòng vậy thì em nóng tính. Dạ. Rồi nóng lắm là em làm cái gì? Em quýnh chồng. Dạ không, em không có đánh ảnh đâu. Nhưng mà khi mà em nóng thì em hay im lặng. Kỳ vậy ta? Nghĩa là khi mà một cái gì đó mà em không có vừa ý thì đó là em thường em hay im lặng. Xong rồi em một mặt như vậy đó, kiểu vậy đó. Đóng vậy đó hả? Mặt một đóng vậy đó. Còn anh nóng tính sao hay la quá ta, kỳ ta. Ra đường sợ nhất công nông anh, về nhà sợ nhất là vợ không nói gì á. Là em nghĩ là chắc không sợ đâu. Căng thẳng đúng không? Dạ. Rồi, anh em. Theo em thì ngủ nướng thì chắc không phải. Tại vì em với ảnh ngủ dậy cùng nhau, cùng lúc. Có khi là em dậy trước và em đánh thức ảnh. Cũng có thể 50-50, em đang phân vân giữa ngủ nướng và tiêu xài hang phí á. Còn nóng tính thì giờ em thay đổi rồi. Em thấy em hết nóng tính rồi. Còn tiêu xài hang phí với lại cái ngủ nướng thôi. Em chọn đại là cái tiêu xài hang phí. Tiêu xài hoang phí. Chúng ta xem những ông chồng nói có đúng với ý vợ mình không nha. Cái này là chắc chắn là mình đoán là chính xác luôn. Không biết là bên mình kia kia thì như thế nào, nhưng mà bên mình cái này là mình nắm trong lòng bàn tay rồi. Đó chính là ngủ nướng. Ngủ tới mức mà ngày này qua tháng nọ luôn đó. Thường mình để chuông điện thoại sát vào tai cô, để cho cô mới kêu lên tiếng thì cô dậy. Nhưng mà thường cô là người nhanh tay hơn để mà cô tắt chuông điện thoại hết rồi. Nhưng ra là cái việc đó nó cứ cũng vẫn hay lặp lại. Vậy mà nó cầm chắc không cầm tay. Thấy không hiểu vợ đâu. Không hiểu rồi. Bên đây sao nè? Em cũng giống bạn này là A, ngủ nướng. Ngủ rất là... Ý là ngủ đến nỗi mà ba em phải chiều dậy, phơi đồ mới là dậy. Chỉ có thường kéo rèm là sáng là dậy. Không ngủ được nữa. Chói mắt là dậy. Nhưng mà trước khi dậy là bắt đầu chửi. Như vậy là cả hai cặp đôi chưa hiểu nhau ở câu số 1. Cũng vỗ tay làm Duy Minh Thành đi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Lần đầu gặp chồng khiến vợ nghĩ đến nhân vật nào? Còn hiện tại giống nhân vật nào sau đây? A là thợ sơn, kiến trúc sư. B là trẻ trâu, ông cụ non. C là dân sale. Theo em là gì?
Tại vì chồng em á là trẻ trâu của anh là trong tính cách thôi, mà chỉ lâu lâu thôi. Còn ông cụ non á là thường xuyên ông cụ non, nghĩa là anh rất là già so với lại cái lứa tuổi của anh. PT thì cũng gần giống á, tại vì nhìn vậy thôi chứ ngày nào cũng là tập thể thao hết á. Dân sale thì không phải rồi. Lúc lần đầu tiên gặp ảnh á là nhìn ảnh y chang thợ sơn, lúc nào cũng lem luốc rồi, tại vì ảnh là dân xây dựng mà. Mà bây giờ thì là bắt đầu là qua bàn tay có vợ rồi đó anh. Cho nên là bây giờ là đi đâu là lịch lãm và là đúng cái vị trí là anh là một kiến trúc sư. Nên là em chọn thợ sơn với lại kiến trúc sư. Cảm ơn A ha. Thì cái lần đầu tiên á mà vợ mình gặp mình á thì vợ mình tưởng là mình là thợ sơn. Tại vì lúc đó là cái người mình nó lấm lem luôn. Tại vì thực sự ra cái lúc đó là mình cũng vừa mới bắt đầu cái sự nghiệp thôi. Thành ra là mình thường tự làm cái công việc của thợ luôn. Và tự trải nghiệm để mà sau đó mình rút được cái kinh nghiệm của mình sau này trong cái công việc của mình. Kiến trúc sư đúng không? Ừ, đúng rồi, mình là kiến trúc sư. Ngày xưa thì trông giày tông teo à. Tại vừa làm thầy vừa làm thợ thì cái lúc nào cũng làm hai công việc á. Tại là thức khuya, thức đêm thì trông mình rất là gầy. Thành ra là mình không trông không thể nào mà giống PT được. Mà trông giống thợ sơn thì cũng không thể nào mà giống dân sale được. Rồi, chúc mừng. Đúng rồi ha. Đôi khi kỷ niệm nó cũng đưa ta đến chiến thắng nha. Dạ đúng rồi. Còn bên em gái? Hiện tại luôn là chồng em vẫn đang rất là trẻ trâu. Hả? Anh làm việc thì anh rất là nghiêm túc. Nhưng mà khi mà về với em á thì có khi là em đang ngủ anh có thể bật lớn là lớn. Và anh đứng anh nhảy. Anh nhảy đủ thứ mà có thể là anh không mặc đồ luôn. Anh đứng anh nhảy. Anh làm cho em mắc cười á. Anh hết được em la lên anh. Nhưng mà trời ơi anh đừng làm gì nữa. Anh thích em phải như vậy đó anh. Mà em im lặng là anh không chịu. Sao một khỏa thân có thể nhảy được không? Đây là cái này là nhà chị vợ. Ông cụ nào thì đôi lúc là anh rất hay đẹp đó. Nhưng là em chẳng có anh bê. Nhưng mà bây giờ em thì ngược lại anh. Hồi xưa em rất là đô. Hồi xưa em tập đi tập gym mỗi ngày luôn mà. Lúc đó tướng cũng be lắm. Mà giờ cưới vợ về cái thức khuya live stream đến giờ tới 2 giờ ngày nào cũng vậy. Sáng 7 giờ dậy. Vậy là vợ sáng nào. Trước cưới là 70kg đó. Dạ, còn 63kg thôi. Làm thử. Chắc chỉ này ở trong ba đáp án chỉ có em là trẻ trâu, ông cụ non là thấy hợp lý lắm. Quá lồ luôn anh. Em tưởng anh chọn nói bán sơ. Rồi, cũng có hiểu với nhau nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu đi du lịch cùng nhau, vợ chồng bạn muốn mặc đồ bơi cặp nào sau đây? Cặp A, cặp B hay là cặp C? Rồi, mời em. Chồng em sẽ chọn bộ nào cho hai vợ chồng mặc đó? Tính em từ đó giờ là thích mặc đồ sexy. Dạ đúng rồi. Còn cái A thì nó kính, hơi kín đáo quá, đi nó đi bơi mà anh mặc áo thun nó vướng víu lắm. Còn cái C thì em thấy cũng có lý, tại vì em sợ nắng. Là nếu mà ban ngày á thì em sẽ mặc bộ C thì nó tay dài, nó sẽ che nắng. Còn mà đi bơi khoảng chiều 1-2 giờ thì em sẽ mặc bộ B. Bây giờ em chỉ chọn một thôi. Em chọn B tại vì em đi với chồng em hay mặc đồ như vậy không à? Nếu mà đi chung với mọi người là sẽ mặc em cái áo ở bên phương án A vô. Em ý là không thích cho người khác coi body vậy em. Vì vậy sao? Thích dạng sở hữu gì đó em. Tại vì là tính giờ em cũng phóng khoáng, cũng như là thoải mái nè, rồi năng động lắm. Thì tướng xưa trước vợ em cũng 45kg là tập, còn đi làm dancer, còn đi múa nữa mà. Cho nên rất là có body rất là chuẩn. Nên là sẽ chọn hai mảnh. Mà hai mảnh lúc đó là phải là một màu thôi chứ không có bông. Em là cái bông. Em nghĩ em chọn B là dễ em thích chọn B. Dạ. Đánh lừa. À, hiểu với nhau. Chúc mừng em. Còn em? Dạ, em đang phân vân là tại vì em thích là em thích B đó. Nhưng mà từ hồi em cưới ảnh tới giờ là em không có được mặc đồ hở hang. Không cho mặc đồ sexy anh ơi. Hồi trước là mặc đồ sexy xong là về giận mấy ngày đó. Cho nên là em nghĩ là phương án A là phương án mà quần sọt áo thun vậy thôi là đi biển thôi. Chắc chắn luôn. Dạ chắc chắn luôn là phương án A. Rồi để xem đáp án thế nào. A thì chỉ hợp với vợ mình nhưng mà lại không hợp với mình. B thì hợp với mình nhưng mà lại không hợp với vợ mình. Tại vì thứ nhất là bên B thì vợ nói chung là mặc hơi hở quá. Còn này thì mình thấy là mình mặc B thì mình mặc thấy thoải mái. Còn A thì trông nó ok hơn. Nhưng mà mình này lại không có thích rằng là cái nó hoa hòe quá như vậy. Nói chung là cũng không có muốn rằng là vợ mình làm có thoải mái không? Mình cũng thoải mái chứ. Nhưng mà nói chung là cũng không nên thoải mái quá. Thì tại vì mình cũng hơi là một người đàn ông là hơi classic, hơi cổ điển một tí.
chứ mình cũng không phải là vợ anh là có dạng thoải mái luôn. Vợ mình thì là một cô gái mà rất là thoải mái và rất là trẻ trung và năng động. Nói chung là chắc chắn là nếu mà cô thích thì cô có thể sẽ thích cái B, mình biết chắc luôn. Nhưng mà thôi, mình chắc là mình sẽ chọn B. Wow. Trời ơi. Con thích thì đúng, nhưng mà chọn thì lại không đúng. Đấy là chồng chọn ý vợ, vợ chọn ý chồng. Đúng rồi, đó, ngược lại vậy đó. Thấy không, rõ ràng á nha, là trong đầu là nghĩ một nẻo, nhưng mà thể hiện là bắt mình vậy như vậy. Tại sao lại thích như vậy, tới hồi mà em mặc vậy là không cho nha, là cái mặt quậu nha. Rồi mấy cái bộ đồ mà bơi của em nhà giống như vậy nè anh, là coi như là giờ quăng hết mà luôn. Mà bây giờ chị có lý do để chị mua những bộ đồ này rồi nè. Nhưng mà cái lý do như vậy nè, là cái thời gian mà sống với ảnh là hơn năm qua là do là ảnh không có cho mình mặc đồ hở riết á, cho nên là mình nuông chiều bản thân mình cho vấn đề mình ăn uống quá, là giờ nó mập lên giờ đâu mặc được cái này đâu. Mặc cái này là nhiều khi là ảnh không cho thiệt, mà ổng cho là lý do là gớm quá, ghê quá. Nên là giờ mà muốn quay lại chỗ này là anh phải cho em đi spa giảm béo cái này cái kia, đúng không anh? Phải lên bù đúng không anh? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sở thích nào của vợ khiến chồng tủi thân vì mình không được dành nhiều thời gian bằng A là chăm sóc thú cưng, làm đẹp, chăm con và cuối cùng là múa. Rồi theo em thì em nghĩ là cái sở thích của em là em không thích thú cưng. Tức nghĩa là ở nhà em là em không có thích nuôi chó nuôi mèo nữa đó. Cái vấn đề mà chăm con á, là dành thời gian nhiều để chăm con á, thì thật ra là em chăm con cũng không có nhiều, là em chỉ có chăm con buổi tối thôi, còn ban ngày thì em cũng bận đi làm. Còn múa thì hả, nói chung là em biết múa đó, nhưng mà múa nó không biết em đó. Còn cái làm đẹp á, là em nghĩ là làm đẹp, tại vì phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết á. Nên là em nghĩ là chọn là làm đẹp. Nhà mình thì không có thú cưng, thành ra là chắc chắn là mình loại thú cưng rồi. Múa thì vợ mình cũng không biết múa, thành ra là chỉ còn hai cái là làm đẹp với lại chăm con thôi. Nhưng mà chăm con không là không được chọn nha, chọn thì anh bực. Đúng, không được, thành ra là mình sẽ chọn là làm đẹp. Cũng đúng thôi, tại anh em là chung với người đó. Tại vì bà ấy là sở thích đấy, chính là cũng muốn là xinh đẹp trước mặt mình, thành ra là cũng hay muốn trang điểm nè, cũng hay muốn là làm cho mình trông lộng lẫy hơn. Nhất là ví dụ một cái dịp đi chơi nào đó là bà phải thật là lộng lẫy, tự hào đúng không? Đúng rồi, tự hào. Thành ra là mình cũng rất là thấy là mất rất là nhiều thời gian cho cái việc làm đẹp này. Giống như vừa rồi mình có đi chơi thì cô ấy mất khoảng tầm 4-5 tiếng chỉ để làm cái cặp mi thôi. 4-5 tiếng. 4-5 tiếng. Một cặp lông mi. Thành ra là mình cũng hơi hơi quạo tí. Tại đáng ra là mình... Đó là anh cưới chưa? Cưới rồi đó, cưới vừa mới đi luôn. Cách đây mấy hôm. Làm đẹp hả? Làm đẹp. Tại vì em làm đẹp rất là nhanh. Em làm cái gì cũng nhanh hết á. Không, tại có nền sẵn đây. Còn mấy cái người mà chị biết em mất 4-5 tiếng chỉ làm cặp mi là em hiểu rồi đó. Đúng không? Không, mà hồi xưa chị cũng làm đẹp giống như em vậy. Tự nhiên có đứa con đó xong tự nhiên mình rớt xuống em, nên là thời gian nó tăng lên. Đó, nó lâu hơn. Em cũng phân vân nữa. Tại vì hồi trước là em có nuôi một con bun, là một con chó. Khi mà chồng em á, lúc đó tụi em chưa cưới, là em nuôi bên nhà mẹ thôi. Là chồng em mỗi lần qua bên nhà em chơi là chồng em rất là ganh tị với con bun. Nhiều khi là chồng em đánh con bun và em khóc. Trời ơi. Khóc em đuổi chồng em, anh đi về đi, đừng ép đây vậy nữa. Thì giống như là em khóc luôn đó. Thì chồng em có nhắn tin với em. Nó lì quá. Nhưng mà em thương á. Rồi xong rồi chồng em mới nhắn tin cho em là: "Dạ ơi anh, em phải biết cái nào quan trọng hơn, anh quan trọng hơn hay là con bun quan trọng hơn?" Trời ơi, trời, em nhắn tin như vậy đó. Và ghen tị với con chó luôn. Dạ đúng rồi. Và sau khi cưới thì tụi em đã không nuôi nữa, gửi cho một người khác nuôi. Bây giờ là tụi em hết nuôi rồi thì không biết chồng em còn ganh tị không. Một là đắt đến đê thôi, mà đê bây giờ thì em cũng đã nghỉ múa rồi. Chồng em cũng đã giống như là vỗ béo em á anh, để cho em xấu lên á, cho em đừng đi múa được nữa. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn đê đi. Rồi, chúng ta sẽ đáp án. Hồi trước á là có nuôi một con cún thôi. Con cún hơi bực. Lúc đó em xưa cũng lâu rồi, lúc đó em cũng hơi khó chịu lắm. Nuôi cún mà ý là nó lì, nó quậy quá, nó đá ỉa đầy bạ không. Em ghét, em đứng đó, giờ em giận em luôn. Tại sao không? Em nói là tại vì em thương nó hơn thương anh, đúng không? Bắt sự lựa chọn luôn á. Hai chồng mới cây lộn với nhau luôn. Chắc chắn là chị con cún hơn. Nhưng mà chắc chắn vợ em sẽ không thể chọn con cún được. Đúng. Nhưng mà em cũng không vui nữa. Ý là sự lựa chọn miễn cưỡng của vợ em là chọn em. Em nói hẳn mà, một là em chọn cuốn, hai là chọn anh, hiểu không? Là bây giờ là
chỉ chọn em nhưng mà rất là buồn. Em chọn anh, anh nghe gì đâu. Ừ, nhưng mà anh cũng thấy thương con cún nữa. Nhưng mà tại vì rất là nó rất là nó quậy lắm, nó cứ phá tới phá lui, xong rồi thôi 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 em kêu mẹ vợ em cho luôn đi. Anh thấy nhưng mà anh thấy là em quyết định cái điều đó rất chính xác, tại cứ để như vậy rồi cái đàn ông mình rốt được đôi khi là không được nằm chung giường luôn đấy. Đúng rồi, bóc đôi con cún lên giường nằm chung luôn. Đúng rồi, nghĩa là cho nên em sẽ nghĩ anh sẽ chọn B. Vậy là anh em mình bây giờ là rất là nhiều cái như rất giống nhau. 80%. 80%. Hai ông chồng giờ ở chung được á. Hai ông hợp với nhau hả? Hai mình hợp à. Như vậy là sau cuộc hiểu ý thì Thiện với Sang là chiến thắng. À, chúc mừng hai em.